Lật mặt hung thủ sát hại nữ sinh học viện ngân hàng. Sau gần 4 ngày tích cực điều tra truy xét, sáng ngày 27 tháng 10, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm sát hại cháu Trần Thúy Hiền sinh năm 2002 ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, nữ sinh năm thứ nhất học viện ngân hàng. Kẻ thủ ác là Nguyễn Xuân Trung sinh năm 1985, trú tại thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, là đối tượng nghiện ma túy đã lâu năm, có những mối quan hệ với các đối tượng xấu trên địa bàn và thường xuyên cùng đồng bọn ăn cắp vặt. Đại tá Nguyễn Tiến Tần, trưởng công an huyện Thường Tín cho biết. Truy tìm nữ sinh mất tích. Ngày 24 tháng 10, chỉ huy công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của gia đình cháu Trần Thúy Hiền về việc nữ sinh này mất tích từ tối ngày 23 tháng 10, không biết cháu đi đâu. Trong quá trình xác minh ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín được biết cháu Hiền học giỏi, chăm ngoan, nghe lời bố mẹ và vừa thi đỗ học viện ngân hàng trong kỳ thi 2020. Mọi ngày cháu Hiền đi học và về nhà rất đúng giờ, nhưng sau hôm 23 tháng 10 gia đình đợi mãi mà chẳng thấy cháu đâu. Nắm được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an huyện Thường Tín tập trung điều tra truy tìm nữ sinh mất tích. Đích thân Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ việc. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cháu Hiền mới nhập học tại Học viện Ngân hàng nên có ít mối quan hệ bạn bè và không mâu thuẫn với ai. Cháu Hiền học tập rất chăm chỉ và thường xuyên đi học bằng chiếc xe đạp điện. Dựa vào những yếu tố trên, ban chuyên án nhận định nhiều khả năng cháu Hiền đã gặp cướp trên đường đi học về qua sông Đê Nhuệ vì tuyến đê này rất vắng người qua lại, trưởng công an huyện Thường Tín thông tin thêm. Với nguồn tin ít ỏi về người mất tích, các đơn vị phối hợp đã ra thông báo truy tìm nữ sinh Trần Thúy Hiền trên báo An ninh Thủ đô và cổng thông tin công an thành phố Hà Nội. Cùng với đó, công an huyện Thường Tín và phòng cảnh sát hình sự đã tung những trinh sát dày dặn kinh nghiệm vào cuộc truy tìm tung tích cháu Hiền. Mặt khác, các trinh sát tập trung rà soát các đối tượng tù tha, nghiện ma túy và có nhân thân xấu với những biểu hiện gây án trộm cắp và cướp tài sản để làm rõ vụ việc. Qua truy xét, lực lượng công an nắm được thông tin về vụ trộm hai bộ cốp pha tại một công trình xây dựng ở đội 8 xã Tiền Phong, huyện Thường Tín vào tối ngày 23 tháng 10, trùng với ngày cháu Hiền mất tích. Cơ quan công an đã làm rõ Nguyễn Xuân Trung là đối tượng tham gia vụ trộm này. Nhân thân Trung cũng được làm rõ nghiện ma túy và thường xuyên cùng đồng bọn đi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thường Tín. Tội ác không thể dùng thứ. Ngày 26 tháng 10 khi bị triệu tập đến trụ sở công an huyện Thường Tín, Trung khai. Chiều ngày 23 tháng 10 đã rủ bạn nghiện là Nguyễn Văn Quân sinh năm 1983 ở thôn Quất Lâm, xã Quất Động, huyện Thường Tín đi trộm cắp hai bộ cốp pha tại công trình xây dựng ở đội 8, xã Tiền Phong. Sau đó, Quân đứng đợi Trung tại khu vực cầu Xém, xã Tiền Phong để Trung sử dụng xe máy chở hai bộ cốp pha trên đi tiêu thụ. Khi đến đường đê sông Nhuệ thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy cháu Trần Thúy Hiền đang dừng xe đạp điện và sử dụng điện thoại di động. Sau khi bán hai bộ cốp pha cho một người tại thôn Mai Sao, xã Nguyễn Trãi với giá 500.000 đồng, Trung quay lại vẫn thấy cháu Hiền đang đứng nghe điện thoại và nảy sinh ý định cướp tài sản của nữ sinh học viện ngân hàng. Trung quay lại chỗ Quân chờ và vạch kế hoạch đẩy cháu Hiền xuống sông Nhuệ để cướp xe đạp điện. Sau đó Trung điều khiển xe máy quay lại khu vực cháu Hiền đang đứng, dừng xe máy tại đầu lối rẽ và bảo Quân ở lại trong xe, một mình đi bộ về phía cháu Hiền đang đứng. Mãi nói chuyện điện thoại, cháu Hiền đã bất ngờ bị Trung dùng hai tay đẩy vào lưng khiến rơi điện thoại ngã xuống bờ sông Nhuệ. Cháu Hiền kêu cứu van xin, tha cho em. Tuy nhiên, cơn khát tiền của con nghiện, ma túy đã khiến Trung tỏ ra hung hăng, côn đồ, mất nhân tính, nhảy xuống bờ kè dùng hai tay dìm đầu cháu Hiền xuống nước. Chân kẻ thủ ác nhấn chìm phần lưng nạn nhân xuống mặt nước sông Nhuệ. Khoảng 10 phút sau, khi thấy cháu Hiền không cử động được nữa, Trung dùng hai tay đẩy nạn nhân ra giữa lòng sông. Trước khi rời khỏi hiện trường, Trung vứt đôi giày, kính, mũ bảo hiểm của cháu Hiền xuống sông Nhuệ và nhặt điện thoại di động của nạn nhân đút vào túi quần, rồi điều khiển xe đạp điện cướp được đến chỗ Quân đứng đợi. Hai đối tượng đã di chuyển đến khu vực cầu Xém, sau đó Quân đi về nhà, còn Trung tháo biển số xe đạp điện vứt xuống sông Nhuệ, rồi đi đến khu vực cánh đồng thôn Yên Phú, xã Văn Phú giấu chiếc ba lô của cháu Hiền tại mương nước. Chiếc xe đạp điện tăng vật vụ cướp được Trung bán cho một nam thanh niên ở xã Liên Phương, huyện Thường Tín với giá 2,8 triệu đồng. 21 giờ cùng ngày, Trung gọi điện thoại cho Quân đến đón rồi cả hai ra khu vực Nghĩa Trang Hà Hồi, huyện Thường Tín mua ma túy sử dụng. Trong vụ giết người cướp tài sản này, Trung chia cho Quân 700.000 đồng và bán chiếc điện thoại của cháu Hiền cho một thanh niên ở xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội với giá 500.000 đồng để mua ma túy sử dụng. Hiện đối tượng Quân đang lẩn trốn, công an huyện Thường Tín đang khẩn trương phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng này để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin chúng tôi nhận được, 12 giờ 30 trưa ngày 27 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh xấu số bị Nguyễn Xuân Trung sát hại dã man trên sông Nhuệ, cách nơi em bị sát hại khoảng 4 km. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, đích thân đại tá Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố và công an huyện Thường Tín dẫn giải kẻ thủ ác Nguyễn Xuân Trung thực nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ án. Bố nữ sinh học viện ngân hàng đau đớn kể lại buổi học cuối cùng của con. Cháu vẫn chào hỏi bố mẹ lễ phép nhưng đến tối không về nữa. Tìm đến gia đình nữ sinh Trần Thúy Hiền ở Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vào chiều ngày 27 tháng 10, hiện có nhiều hàng xóm người thân đã đến chia buồn với gia đình. Ai ai cũng đau xót trước vụ việc vừa xảy ra. Ngồi chết lặng một góc sân trước nhà, ông Trần Trung Úy, bố nạn nhân Hiền, suy sụp tinh thần, không còn sức sống. Ông vẫn chưa muốn tin vào sự thật tàn nhẫn vừa xảy ra. Ban đầu cháu đi thi vào học viện tài chính, nhưng sau đó lại học ở học viện ngân hàng, khoa kế toán doanh nghiệp theo đúng nguyện vọng. Nó chịu khó học nên thi 3 môn được 25,95 điểm, ông Úy tâm sự. Từ khi đi học đến khi xảy ra vụ việc, Hiền mới đến trường được 5 ngày. Mọi người trong gia đình đều mong muốn Hiền sẽ có một tương lai tươi sáng, nhưng nỗi đau bất ngờ ập đến khiến mọi người đau đớn, gục ngã. Hai buổi học đầu tiên cháu được mẹ đưa đi để nộp giấy tờ và nộp tiền. Buổi thứ ba gia đình để cháu tự đi xe đạp điện đến trường cho quen. Do xe đạp điện còn tốt nên vẫn đủ điện đi đến trường và trở về nhà. Buổi thứ tư và năm cháu đi xe đạp điện ra thị trấn gửi rồi bắt xe buýt đi. Ai ngờ buổi tối ấy lại xảy ra chuyện, ông Úy nghẹn lại. Theo gia đình nạn nhân, hôm xảy ra vụ việc Hiền không có biểu hiện gì khác lạ. Cháu vẫn ăn uống bình thường, chào hỏi bố mẹ lễ phép, ăn mặc chỉnh tề rồi mới đi học. Bình thường 11 giờ 30 cháu mới đi, nhưng hôm đó đi học sớm hơn để thoải mái giờ giấc, nhưng đến tối không về nữa. Mất tích mấy hôm, tôi cũng đã nghi ngờ và chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra với cháu. Từ khi tìm được thi thể con gái, tôi và mẹ nó suy sụp hẳn, ông Úy tâm sự. Trước vụ việc đau lòng này, gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật với những đối tượng có liên quan đến vụ việc. Theo hàng xóm sinh sống cạnh gia đình nạn nhân cho biết, gia đình ông Úy sống hòa thuận với hàng xóm, chưa từng có điều tiếng hay mâu thuẫn gì với ai. Gia đình ông ấy sống hòa thuận, Hiền cũng ngoan lễ phép chào hỏi mọi người. Gia đình chưa ai từng có điều tiếng gì mà nay xảy ra vụ việc đau lòng, thương cho Hiền còn trẻ tuổi mà phải chịu thiệt thòi. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan đến vụ việc để đòi lại công bằng cho cháu và răn đe xã hội, một người hàng xóm nói. Trên đây là bài viết về hành trình lật mặt hung thủ sát hại nữ sinh học viện ngân hàng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều tin mới.